Thưa quý vị, phát huy vai trò người lính cụ Hồ trong giai đoạn mới, tập trung củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh, là chỗ dựa uy tín của các cấp ủy chính quyền, là nhiệm vụ trọng tâm mà đại hội lần thứ 7 Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng đề ra và cũng là trọng trách mà lãnh đạo thành phố giao cho các cấp hội trong nhiệm kỳ này. Chính vì vậy, thời gian qua, nhiều chương trình hoạt động đã được các cấp hội cựu chiến binh Đà Nẵng đã tổ chức nhằm thực hiện đồng bộ và hiệu quả mục tiêu này. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam ngày 6 tháng 12 năm 2022. Giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ mà các cấp hội cựu chiến binh thành phố duy trì thực hiện đều đặn trong suốt các năm qua. Trong đó đã tổ chức các đợt sinh hoạt, các buổi hành quân về nguồn, tri ân ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, các buổi trò chuyện về Bác, những trận đánh lịch sử oai hùng của thế hệ cha anh. Riêng tại huyện Hòa Vang mới đây, Hội Cựu chiến binh huyện đã tự vận động kinh phí khoảng 700 triệu đồng để trùng tu 6 bia chiến tích, qua đó xây dựng thêm các địa chỉ đỏ trên địa bàn huyện. Sau ngày giải phóng thì địa phương đã xây dựng là 20 bia chiến tích. Do điều kiện kinh khó khăn nhưng những bia chiến tích đó là rất tạm bợ. Hiện nay thực hiện cái nghị quyết của Đảng là do đưa cái lịch sử đồng bộ Hòa Vang và giáo dục trong trường học. Cho nên là cựu chiến binh thì qua đó sẽ tiến hành có cái 22 cái bia chiến tích hiện nay là chưa được xếp hạng, cho nên không có kinh phí trùng tu. Vì thế cựu chiến binh đã vận động kinh phí trùng tu được 6 bia với tổng kinh phí là trên 300 triệu đồng và 720 ngày công. Nhằm là để thực hiện cái đạo lý uống nước như nguồn và nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Về củng cố tổ chức hội, qua từng năm, các cấp hội chú trọng công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho hội viên. Đặc biệt vận động hơn 5.500 cán bộ hội viên tham gia vào các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể, kết nạp và tổ chức thêm nhiều hình thức sinh hoạt cho cựu chiến binh cơ sở. Điển hình như thành lập các câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh hay câu lạc bộ nữ cựu chiến binh mới đây. Các mô hình này giúp cân bằng và phát huy vai trò của cựu chiến binh trên nhiều mặt xã hội. Thực hiện cái hướng dẫn của Hội Cựu chiến binh thành phố thì hiện nay tất cả các quận huyện, các xã phường đều thành lập Hội Cựu chiến binh nữ, câu lạc bộ nữ cựu chiến binh. Đây là một cái nơi để tập hợp chị em là nữ cựu chiến binh tham gia vào một cái câu lạc bộ để thứ nhất là để phát huy cái truyền thống của bộ đội Cụ Hồ, thứ hai là phát huy cái truyền thống của anh hùng bất khuất trong hậu đảm đang của phụ nữ Việt Nam và tiếp tục thực hiện tốt cái nhiệm vụ của nữ cựu chiến binh ở từng dân cư, giúp nhau phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giúp nhau trong cái giải quyết những cái vấn đề khó khăn, thăm hỏi động viên khi ốm đau bệnh tật. Đầu tháng 11 vừa qua, Hội Cựu chiến binh thành phố đã đến thăm và làm việc với Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Salavan Lào kết nghĩa. Nhân dịp này, đoàn y bác sĩ Cựu chiến binh Đà Nẵng đã tư vấn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 900 hội viên Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn ở hai huyện Na Na và Lào Ngâm thuộc tỉnh Salavan. Hội cũng đã trao tặng 450 triệu đồng hỗ trợ an sinh xã hội cho các hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng đầu tiên trong nhiệm kỳ này của Hội Cựu chiến binh thành phố. Chúng tôi đã thống nhất cái chương trình phối hợp trong cái giai đoạn 2022 đến 2027 thì tiếp tục thực hiện 8 cái nội dung thỏa thuận giữa hai tổ chức hội. Nhưng đặc biệt là trong cái điều kiện cho phép của cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng đó, thì có thể hỗ trợ một cái ít nhiều gì đó về sinh kế cũng như là sửa chữa nhà ở cho hội viên cựu chiến binh. Và vấn đề cuối cùng là giao lưu giữa cựu chiến binh của thành phố Đà Nẵng và cựu chiến binh tỉnh Salavan để tiếp tục là thắt chặt cái mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa cựu chiến binh tỉnh Salavan và cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng. Có thể khẳng định từ phong trào thi đua xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chất lượng tổ chức hội được củng cố, phát triển vững chắc cả về số lượng và chất lượng. Hoạt động của hội ngày càng thực chất, hiệu quả. Vai trò, vị trí của Hội Cựu chiến binh các cấp ngày càng được khẳng định, được các cấp ủy chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để Hội Cựu chiến binh thành phố tiếp tục đoàn kết, phát huy hơn nữa vai trò người lính Cụ Hồ trong thời gian tới.